Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thích Quán Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư thiền nam tín nữ trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hiện Pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thầy. Nhà chúng tôi mở hết vô đêm rồi đó, huynh Miên Đà. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin nêu lên những ý nghĩa của cái câu kệ ngôn cuối cùng mà Đức Phật Ngài dạy cho Chư Tăng, để rồi sau đó Ngài an nhiên viên tịch. Câu kệ ngôn này được gọi là cái di huấn tối hậu. Thì nguyên nhân cái bài di huấn tối hậu bằng tiếng Bali như sau: Amantayami yo phikkhave battiwe dayami yo phikkhave khaya vayathamma sankhara appamade na sambade thati. Và được dịch rằng: hỏi này các vị tỳ khưu, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình. Hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu. Như Lai căn dặn một điều ráng lo giải thoát, chớ nhiều dễ vui. Quả thời pháp này chúng tôi có cái tựa đề là đừng có khinh thường. Và cái câu kệ cuối cùng mà cho chúng ta thấy rằng là khaya vaya thamma sankhara appamade na samba de thati, là các pháp hữu vi thường bị tiêu hoại. Samba de thati, hãy cố gắng. Appamade na, đừng có xem nhẹ hay là đừng có khinh thường. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết có cái câu kệ ngôn này. Ý Đức Phật Ngài dạy rằng với người có trí thì luôn luôn giữ tâm niệm trước những cái pháp hữu vi và nhìn cái pháp hữu vi, xem xét cái pháp hữu vi và thấy rõ cái pháp hữu vi này nó thường thường là bị cái trạng thái vô thường thay đổi. Do thấy trạng thái vô thường thay đổi như vậy thì cái người có trí xem cái pháp hữu vi này như là một kẻ giết người mà ra. Nói pháp hữu vi là nói chung, nhưng mà nếu phân tích ra từng chặng thì cái pháp vi này cũng bao gồm là sắc thọ tưởng hành thức, hoặc là sắc thinh hương vị xúc. Có một lần nọ thì khi mới xuất gia trong giáo pháp này, tôn giả Ra Thá có hỏi Đức Thế Tôn rằng: ma vương, mà Đức Thế Tôn như thế nào được gọi là ma ra? Thế Tôn Ngài phát dạy rằng: này Ra Thá,
là Mara. Sắc là Mara. Tai là Mara. Âm thanh là Mara, à, Mara. Một vật. Và Mara này ra phá. Hàm nghĩa là kẻ sát nhân. Bởi vì cái danh từ Mara chúng ta thường hiểu là ma vương. Nhưng ở đây chữ Mara này mà Đức Thế Tôn ngài dùng là một cái chỉ là một cái pháp hành. Thông thường chữ Mara mà chúng ta hiểu là ma vương đó, mình có 5 loại ma vương. Thứ nhất là pháp hành là ma vương. Mà thứ hai là phiền não là ma vương. Thứ ba, sự chết là ma vương. Thứ tư là tử thần là chư thiên là ma vương. Và thứ năm là ngũ uẩn là ma vương. Nhưng mà những vị ma vương như là chư thiên ma vương chẳng hạn vậy, nó chỉ làm tác động ở bên ngoài chúng ta mà thôi. Mà chỉ có cái tử thần ma vương và cái pháp hành ma vương là hai cái pháp rất là tai hại đối với cái người tầm đạo. Nhưng mà từ hai cái pháp này nó cũng làm nảy sinh ra một cái sự giác ngộ nếu chúng ta đừng có xem thường. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà các pháp hành mà nó vận chuyển như vậy, từ những cái sự vận chuyển của pháp hành đó, nó mới nảy sinh ra một những cái phiền não. Cũng giống như một khối cát hay là một cái đống cát hay là bụi cát, nó chưa là gì hết. Cái khối cát, cái bụi cát đó nó nằm yên cả trăm năm cũng vô tác hại. Nhưng khi nó bị gió làm vận chuyển thì những khối cát đó hoặc là những hạt cát đó nó sẽ tràn lấp đi những cái ao hồ sông, không vậy? Nó tạo lên những cái chướng ngại. Như thế nào cũng vậy, cái nguy hiểm nhất của cái ma vương á, tức là Mara, nó chính là cái pháp hành ma vương. Bởi vì nó vận chuyển, mà một khi nó vận chuyển như vậy nó tạo ra những cái phiền não. Mà một khi có những cái phiền não như vậy thì chúng sanh sẽ bị chìm đắm ở trong lòng, nó chìm đắm ở trong sinh tử. Và vì vận chuyển pháp hành như vậy cho nên nó tạo ra một cái kẻ giết người, tức là tử thần. Cái nào là tử thần? Mắt là tử thần, tai là tử thần, âm thanh là tử thần, cách tiếng là tử thần, vân vân. Bởi sao? Bởi vì mắt thấy đó, mắt, sự thấy của con mắt bị chấm dứt, sự nghe của lỗ tai cũng bị chấm dứt, và một khi chấm dứt là bị tử thần đó, tức là. Và với những cái pháp hữu vi thì cần phải cố gắng ba ma đề sam ba đề thác là không để cho một sự biến nhát nó xâm nhập. Mà để cho không để cho một sự biến nhát xâm nhập đó, thì phải đừng có xem thường ba ma đề này, đừng có xem thường. Vậy thì cái pháp đừng có xem thường là cái gì? À, xin thưa, đó là sự thận trọng. Đối nghịch với pháp thận trọng này, nó chính là ba ma đề, tức là sự xem thường. Mà tất cả những gì được xem thường đó, nó sẽ trở thành là sát giả, mà rác kẻ giết người. Cho nên lúc mà ngài dạy chúng ta, hãy canh chừng kẻ giết người này. Và bây giờ chúng ta mới tìm hiểu vì sao một cái điều rất là nhỏ nhoi như vậy mà Đức Thế Tôn lại cảnh báo, thậm chí ở trước lúc mà ngài viên tịch
Ngài cũng nhắc nhở chúng ta. Ngài xin thưa quý vị, thông thường thì cái phóng vật nó chẳng là gì cả, nó không gây một cái tác hại nào đáng kể cả, một sự lơ đễnh, một sự vô tâm, một sự vô ý, nó không tạo những một cái kết quả tai hại lớn. Và thậm chí có những cái người gì, hoặc là những chúng sanh vô ý tạo những cái nghiệp, thì những nghiệp này nó cũng không có cho một cách nặng nề lắm. Chỉ trường hợp mà cái nghiệp vô ý nó có thể cho cái quả khi không có cái trọng nghiệp, hoặc không có những cái khinh nghiệp, tức là không có nghiệp nặng hoặc là nghiệp nhẹ, hoặc nghiệp thường làm nó cho quả, thì bây giờ cái nghiệp vô ý này mới cho kết quả. Hoặc giả rằng do một cái sự quan trái của một cái chúng sanh mà bị tai hại đó, họ cột quan trái, thì cái nghiệp vô ý này mới trả. Còn nếu như không có thì không bao giờ trả. Có nghĩa rằng khi chúng ta vô ý mà chúng ta tạo cái việc về ác, hay thì chúng ta vô ý mà chúng ta tạo lành, bao giờ mà không có những cái nghiệp lớn nó cho quả, bao giờ không có những cái nghiệp thường làm nó cho quả, hay là không có nghiệp làm với tâm lý nhẹ nhàng nó cho quả, thì bây giờ cái nghiệp vô ý này mới cho quả, dù thiện hay bất thiện. Còn hoặc giả rằng khi có người, khi chúng sanh đó kết quan trái chúng ta, hoặc là kết tỏ lòng tri ân chúng ta, khi chúng ta tạo những việc làm vô ý, như là trường hợp trong cuộc lễ từ thiện chẳng hạn vậy, một cái người mà chủ trưởng đoàn chẳng hạn, với một tâm tánh vô tư, với một tâm tánh bình đẳng, vị ấy phân phát những cái món quà, và bất ngờ thay một cái người nào đó ở trong nhóm từ thiện đó nhận món quà đó về dùng, may mắn thay cho người đó là cái loại vật thực đó nó là phù hợp với cái căn bệnh, cho nên khi dùng những loại vật thực đó hay những loại thuốc men đó, cái chứng bệnh của người đó dứt đi. Và tự nhiên cái người này mang ơn, nghĩ trong tâm trí rằng có một lúc nào đó ta sẽ gặp lại cái người ân nhân này, ta sẽ cố gắng đền đáp. Mà trong khi cái người mà ra ơn như vậy đó, người đó là vô tư, không hề nghĩ là mình chú ý tới một cái đối tượng nào cả, mà chỉ chú ý chung. Nhưng mà khi mà có cơ hội thì cái người mà thọ ơn đó, họ sẽ tìm tới có những cái món lễ vật và những cái lời tri ân. Đây là cái trường hợp mà cái vô ý của thiện nghiệp chúng ta nó làm ra. Nhưng mà cái người mà thọ nhận á, họ biết được và họ ghi nhớ và họ đền đáp lại, như thế nào cũng vậy. Khi mà chúng ta làm một cái thiện nghiệp bởi sự vô ý, nhưng mà khi có cơ hội thì cái thiện nghiệp này nó cũng trả quả. Ngược lại ác nghiệp cũng vậy, làm với một tâm vô tư nhưng mà gây một tác hại đến một chúng sanh khác, và chúng sanh đó có cột quan trái với chúng ta, thì khi đó nghiệp trả. Như trường hợp mà Bồ Tát chúng ta còn trong thời quá khứ làm vị vua, Ngài muốn thử nghiệm xem cái tài bắn cung của mình như thế nào, Ngài mới nhắm vào một cái bông hoa. Ngài nghĩ rằng trong đó đó không có chúng sanh, để thử cái tài bắn tên của mình. Và Ngài bắn trúng cái bông hoa trong đó. Nhưng mà không ngờ ở trong cái đóa hoa đó có một con sâu, và do nó bị trúng tên cho nên con sâu nó chết. Trước tiên thì cái sự kiện này không là gì cả, nhưng mà con sâu này nó lại còn quan trái, người ta bắn ta thì lúc nào đó ta sẽ bắn. Và thưa quý vị, khi trải qua dòng luân hồi,
Thì Bồ Tát chúng ta tái sanh là vị Bồ Tát tu tập về hạnh tâm từ xứ Bình Na. Và con sâu kia nó đã trở thành một vị vua có tên gọi là Giác Khát. Và cũng vô tình vị vua đó đã bắn chết Bồ Tát chúng ta. Bởi vì không có cái trọng nghiệp nó trả, không có cái thường nghiệp nó trả, không có cái nghiệp nhẹ nó trả. Thì bây giờ cái gì nghiệp vô ý này mới trả. Cái sự vô ý nó chưa có mang tới tai hại gì cả. À nhưng mà thưa quý vị rằng ở trong kinh văn của chúng ta đó, cái Đức Thơ ngoài thường tuyên thuyết rằng vị tỳ khưu thấy nguy hại trong những lỗi nhỏ nhất, cho nên chấp nhận học tập và gìn giữ trong giới luật này, chấp nhận học tập những cái điều học và gìn giữ những điều học ấy. Những cái lỗi nhỏ nhặt nhất nó chưa phải là nó dẫn tới một kết quả lớn, nhưng mà vị tỳ khưu vẫn thấy sợ hãi. Hình như các ngài quá cẩn thận, nhưng mà chưa, không phải thưa quý vị, không phải đâu. Cái vấn đề mà thấy được cái tai hại của một sự khinh thường đó, không phải ai cũng thấy. Mặc dù người ta biết, nhưng mà không ai cũng thấy. Chỉ có những bậc trí mới thấy, thấy sự tai hại nhỏ nhất, chứ không ai thấy một tai hại lớn. Cũng giống như người mà có trí mới thấy rằng cái sự tai hại cũng đốm lửa tàn. Bình thường thì không ai thấy, cho rằng cái đốm lửa tàn chỉ là bình thường. Nhưng mà người trí sẽ thấy rằng với một cái đốm lửa tàn này, nếu có nhân duyên, có điều kiện, thì trở thành là một trận hỏa hoạn kinh hoàng, chứ không phải. Và người đó sợ hãi cái hậu quả đó. Như thế nào cũng vậy, cho nên vị tỳ khưu sẽ thấy sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhất, cho nên chấp nhận học tập ở trong giới bộ, chấp nhận họ trì trong giới bộ. Bây giờ trước tiên chúng ta thấy, hãy điểm qua một số trường hợp mà nó xuất hiện bên ngoài, chỉ do bất cẩn mà cái người này chịu nhiều tai hại. Thưa quý vị, ở trong Kệ Ngôn Pháp Cú có nói lại là rằng là có ghi nhận một cái trường hợp như vậy. Có một vị tỳ khưu thường thường sử dụng cái đồ vật của chư tăng, như là giường hoặc là những ghế tọa cụ, với một cái sự thích thú, cho nên vị này thường thường mang những cái giường hoặc là những cái tọa cụ ra ngoài mà mấy hiên để mà ngồi hoặc là để mà nằm. Nhưng mà khi đi bước vào một liêu cốc thì cái gì đó lại để quên, không mang vào. Rồi do mưa do nắng, một số vật dụng của chư tăng như vậy bị hư hao, và chư tỳ khưu nhắc nhở cái vị tỳ khưu này: này hiền giả, những vật dụng này nên đem vào, không nên bỏ bên ngoài. Thì vị này mới nói rằng: thưa các ngài, những vật dụng này nó là vô tâm, nó không có tâm thức, tôi để bên ngoài như vậy thì cũng không có tai hại gì đó. Bởi vì nó đất nước lửa gió nó cũng rã theo cái định luật vô thường thôi. Và vì đó không chấp hành lời khiển trách gõ chư tỳ khưu, nên chư tỳ khưu mang tới câu chuyện này đến trình bày Đức Phật. Và nhân đó Đức Phật ngài dạy rằng: chớ khinh cái điều ác nhỏ, rằng nó không đem tới một cái tai hại cho mình. Như nước từng giọt nhỏ, một lúc nào sẽ tàn bình. Cũng vậy,
kẻ ác nhận hậu quả đau khổ bởi do tích chứa lâu ngày. Tức là từ một việc ác nhỏ chúng ta đừng bao giờ khinh thường, mới cho rằng nó không có mang tới tai hại cho mình. Như thế nào cũng vậy. Bởi vì nếu mình khinh thường một việc ác nhỏ như vậy, một lúc nào đó những ác nhỏ nó tích lũy lại, nó trở thành một khối lớn. Cái sự phóng dật, tức là bamano, tức là sự khinh thường đó, sự bất cẩn đó, nó chưa là gì hết. Nhưng mà nhiều lần bất cẩn như vậy, nó sẽ tạo thành một cái gì? Xin thưa, tạo thành một cái thói quen. Người mà có thói quen lơ đễnh, người mà có thói quen không tập trung, thì người đó làm cho cái trí mình bị lu mờ. Trái lại người nào mà có sự tập trung đó, thì cái trí được phát sáng ra. Như quý vị khi học những bài kinh mà cái trí lơ đễnh như vậy, thì chắc chắn là cái sự mà tiếp thu bài kinh đó, hoặc là những âm điệu của bài kinh đó, hoặc là những âm của bài kinh đó, quý vị sẽ không nắm bắt được. Sẽ không nắm bắt được. Đó là một sự lơ đễnh. Đó là Bamada. Nhưng mà nếu như Appamada, tức là sự chú ý không khinh thường, thì thứ nhất nghe rõ cái từ ngữ của câu kinh đó, chữ kinh đó, nghe rõ cái âm giọng của người dạy đó. Và nếu như hiểu được ý nghĩa, thì ý nghĩa này sẽ thấm sâu vào tâm. Nghe cái đơn giản vậy thôi. Nghe một bài, một cái bài kinh tụng như vậy mà chúng ta có sự chú ý như vậy, sẽ làm cho một cái trí tuệ chúng ta nó nảy sinh ra. Nó nảy sinh từ do nghe, rồi với một sự chú ý vậy nó nảy sinh ra từ do thấy. Trí tuệ nảy sinh từ do thấy những cái sự kiện như vậy, mới đưa vào những cái lý vô thường hay là lý khổ, lý vô ngã. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự mà trí nhớ nó phát sinh lên được cũng do cái sự tập trung chú ý. Càng chú ý nhiều, chúng ta sẽ còn có trí tuệ nhiều, rất là có trí nhớ nhiều. Mà trí nhớ này nó chính là nền tảng của trí tuệ. Bởi sao vậy? Bởi có trí nhớ thì nó mới dẫn tới trí suy tư được. Và khi mà dẫn tới trí suy tư được, người này đã định hướng được một cái đúng đắn. Và khi một người định hướng được đúng đắn vậy, người này thực hiện những cái pháp tu tập đúng cái cơ tánh của mình, đúng với cái sở hành của mình. Và một khi nó phù hợp với cơ tánh của mình, phù hợp với sở hành của mình, thì cái vấn đề thành đạt được đạo quả không phải là chuyện mơ hồ. Mà tất cả từ cái trí nhớ mà có. Bởi trí nhớ làm nhờ nền cho một cái trí suy tư. Bây giờ để suy tư một cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài dạy một cách vắn tắt với ý nghĩa như thế này, thì phải như thế nào? Phải quay trở lại những cái kiến văn mà mình góp nhặt được ở trong kho tàng kinh điển. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy Ngài Ra Thá này, Ra Thá, Ma Ra có nghĩa là sắc giả. Người ta sao Ngài dạy vậy? Nếu như chúng ta không quay lại với tướng vô thường, với tướng hoại diệt, thì chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa này. Mà có quay lại để mà nắm bắt được cái vô thường hay là khổ hay vô ngã đó, tức là cái trí nhớ. Các nhà sớ giải sư, các giáo thọ sư
Sở dĩ các ngài hiểu nhiều khía cạnh của một câu kệ ngôn cũng do ngài học tập. Nhờ học tập đó, ngài mới tìm ra những cái điều còn ẩn sâu trong cái lời dạy của Đức Chúa. Cho nên trí văn là một cái hạnh phúc. Người mà hiểu biết nhiều, đó là một cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc cao. Ba hút tăng e tăng măng cả lắm tâm. Nhưng cái nhiều học rộng là một cái hạnh phúc cao thật. Mà nghe nhiều học rộng đó, nắm nằm lòng vậy do nhờ trí nhớ để mà lý giải, để mà suy tư, để mà định hướng cái pháp hành của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì bất cẩn nó không phải hại một kiếp nữa. Cái chuyện hại một kiếp nó nhỏ nhoi lắm, nhưng mà hại rất nhiều 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 kiếp. Ở đây trên kinh tạng chúng ta sẽ thấy có những cái sự kiện do bất cẩn, do xem nhẹ mà dẫn đến tai hại rất lớn. Nó dẫn đến tai hại đến mức độ mà đi vào trong nghịch đại tội thôi, cũng từ một cái bất cẩn ban đầu nhỏ nhoi. Tương truyền rằng trong thời quá khứ chúng ta có hai người thương buôn cùng đi buôn những vật dụng là đồ chơi. Thì một lần nọ cả hai cùng sang qua bên kia bờ sông để mà đi buôn bán. Một người thương buôn thứ nhất đã đi qua sông trước với những cái số vật dụng là đồ chơi trẻ em. Và khi đi tới một cái khu rừng, trong khu rừng đó có một cái chòi, trong đó có bà lão và một đứa bé. Đứa bé đó nhìn thấy những cái món đồ chơi thích thú quá, nó kêu khóc đòi bà nó mua cho nó. Nhưng mà nhà thì nghèo, không có món gì hết, không có tiền. Bà lão mới nhìn quanh quất thì thấy ở trong góc mình còn cái dĩa nó cũ kỹ. Nhưng mà tình thương cháu nó khởi lên cho nên bà đã đem cái dĩa đó lau sạch rồi nói với người bán đồ chơi rằng này ông hãy cho cháu tôi một món đồ rồi tôi sẽ đền ông trả lại ông cái chiếc đĩa này. Cái người buôn bán đồ á nhìn cái chiếc dĩa là biết rằng ở đây là cái dĩa bằng vàng, chẳng qua nó bị đóng tan bên ngoài. Nhưng mà lòng tham khởi lên vì bất cẩn cho rằng bà lão này dốt, bà lão này không biết giá trị của cái đĩa vàng. Thì nhân cơ hội này ta sẽ tước đoạt với một giá rất hời. Nên người này nó nói là cái dĩa này không có đáng xứng đáng một cái giá trị nào đối với đồ chơi chúng tôi cả, thôi tôi không bán. Rồi ông lặng lạc bỏ đi, mặc cho đứa bé nó kêu khóc. Một phút sau thì một người thương buôn thứ hai đi ngang qua, cũng là người buôn bán những cái đồ chơi trẻ em. Và lần này thì đứa bé càng kêu gào hơn nữa, thương cháu cho nên bà lão vừa đưa ra mà vừa năn nỉ. Thì người thương buôn thứ hai mới nhìn thấy cái đĩa bằng vàng, mới nói rằng thưa bà, đây là cái chiếc đĩa bằng vàng. Tất cả những toàn bộ những cái gì tôi mang theo đây, từ những hàng hóa cho đến những tư trang lẫn tiền bạc, không có đủ để mà trả cho cái chiếc đĩa bằng vàng của bạn. Thì bà lão xúc động quá, mới nói rằng như vậy thì ông là người buôn bán rất là chân thật, thôi thì ông hãy cho đến chúng tôi cái gì mà ông thể cho được. Và ông hãy lấy cái đĩa này đi. Và Bồ Tát của chúng ta đã để toàn bộ lại những cái tư trang lẫn tiền bạc lẫn những đồ chơi hàng hóa từ đứa bé và bà lão. Ông ta ngài mang cái đĩa ra, quay trở lại bờ sông. Bây giờ người thu mua thứ nhất đó, sau khi đi vòng vo rồi cũng quay trở lại giả dạng nhân từ, nói thôi bà tội nghiệp đứa bé, tôi thấy vậy cho nên tôi tới đây lấy cái đĩa cho một số đồ chơi cho đứa bé. Bà lão nói là ông là cái người buôn bán gian tham,
ông là người buôn bán không có chân thật. Cái đĩa tôi bằng vàng mà ông bảo rằng cái đĩa đó là bằng không có giá trị. À, cho nên tôi đã cho cái người thương buôn thứ hai chân thật rồi. Nghe vậy thì người thương buôn này tức luôn, mới lượt theo thì thấy Bồ Tát con loại gần tới bờ chứ sao. À, do bất cẩn cho nên, hay là do khinh thường, như thế này gã thương buôn kia, người đã chiếm đoạt cái đĩa ta, người không trả thì ta sẽ trả hận này. Tức là lời nó chơi hăm dọa bình thường, không là gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, từ đó nó trở thành là một con mối quan trọng. Quan trái cho mãi cho đến khi cái người thương buôn thứ nhất, xin lỗi, người thương buôn thứ hai thành phận chánh đẳng chánh giác rồi, thì người thương buôn thứ hai vẫn gặp lại và để tạo ra, trở thành đề bà đặt ra, tạo ra những cái mối quan trọng, tạo ra những mối nghiệp ngã, tạo ra những cái ác nghề nghiệp, chia rẽ tăng làm chạy hấp vật vân vân. Mà nguyên nhân cũng từ ở chỗ bất cẩn ở ban đầu mà ra. Rồi xin thưa quý vị rằng, khi mà chúng ta nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa đó, chúng ta có hình dung là ngài Đề Bà Đạt Đa là kẻ ác xấu. Xin thưa không phải đâu, thưa quý vị. Chỉ vì cái bất cẩn mà cột quan trái, bao giờ trong dòng luân hồi này tiền thân của ngài Đề Bà Đạt Đa gặp lại tiền thân Bồ Tát thì tự nhiên có cái mối hận nào đó. Nó lưu chuyển đến mức độ mà dù các bạn thân cách mấy chăng nữa, rồi cũng lúc nào đó tự nhiên cũng là trở mặt với nhau, đúng trở mặt. Như Đức Phật ngài thường thuật lại những cái tiền kiếp ngài, cũng lần nọ ngài là một con khỉ ở trên cội cây, rồi tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một con cá sấu. Con khỉ này nó rất chơi thân cá sấu, rất là thân với nhau. Rồi một hôm á thì cái nơi ở con cá sấu là một cái cù lao ở giữa dòng sông. Con cá sấu có mời người bạn mình tới ghé thăm chỗ ở của mình. Bồ Tát vẫn đi bằng cách là ngồi ở trên lưng cá sấu, cá sấu bơi đưa tới rồi cũng tiếp đãi nha, rất là thân thiết. Rồi sau đó thì con cá sấu đưa Bồ Tát trở về, trở về rồi. Nhưng mà ác nghiệp thai á, con cá sấu này á là thân mến với Bồ Tát, thì con cá sấu vợ á, nó lại là không thích. Tự nhiên nó thèm ăn thịt Bồ Tát, cho nên mới nói với con cá sấu chồng á là bây giờ tôi muốn ăn thịt, ăn trái tim của con khỉ. Anh nói là kỹ mà cho tôi thắt tiền. Con cá sấu đực của nó là không được, đây là bạn ta mà. Con cái sáu cái nó đâu có sát hại sinh mạng đâu, ăn trái tim đâu có gì đâu, người vẫn sống mà. Do không quan sát, không suy nghĩ, do vô mình. Con cá sấu đực nó cũng nghĩ là chắc ăn trái tim không có gì hết. Rồi lần sau nó ra, nó mời bụng Bồ Tát đi về tới ở chỗ ngủ đó. Mà trên đường đi thì nó cũng nói thật, nói hôm nay tôi tới để lấy trái tim của bạn đó. Bồ Tát lặng thỉ nghe nó rồi kinh hoàng, nói vì sao mà bạn muốn lấy trái tim tôi, nói là vợ tôi muốn ăn trái tim của bạn cho nên hôm nay tôi đưa bạn tới nhà là sẽ lấy trái tim của bạn. Thì trong cái lúc mà nguy cấp vậy, Bồ Tát nảy sinh ra một cái trí, nói ồ bạn không nói trước, chứ nếu mà bạn không biết nói trước á, đừng nói một trái, nhiều trái tim tôi cũng cho được thôi. Con sáu có ngạc nhiên, người sao mình nhiều trái tim nữa, hỏi sao bạn có nhiều trái tim vậy. À, tại bạn không biết loài khỉ chúng tôi có nhiều trái tim á. Nó bằng chứng là bạn thấy là trong rừng á, trái tim chúng tôi treo lơ lửng. Tức là Bồ Tát chỉ mấy cái trái cây nó là trái tim mà. Mà nếu như bạn biết á, thì bạn
Ừ, bạn mà nói tôi đi, tôi sẽ cho. Cái sống này vậy, tôi đưa bạn vô thẳng giờ lấy trái tim đi qua, xong cái Bồ Tát nhảy thoát khỏi tai nạn. Cho nên một cái sự mà kết quan trái do bất cẩn nó nguy hại như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi nào mà gặp lại người mà kết quan trái đó, tức là khi tiền thân Bồ Đề Đạt, Bồ Đề nói tiền thân Đề Bà Đạt Đa mà gặp lại Bồ Tát của chúng ta đó, thì ông mới trở lại kẻ mà phản bạn, kẻ vô ơn. Nhưng mà khi không gặp Bồ Tát chúng ta đó, Ngài là một người cực thiện, Ngài sống cuộc đời rất là thanh nghiêm. Trong bản sứ giải của Kinh Sa Môn Quả có giải thích này, sau 100.000 kiếp trái đất nữa thì Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành vị Phật độc giác, có cái hồng danh là Bộ Xuyên Khô. Mà muốn trở thành Phật độc giác đó, quý vị sẽ thấy rằng là phải hành 20 pháp độ nữa, hai A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất. Như vậy thì Ngài Đề Bà Đạt Đa tiền kiếp Ngài Đề Bà Đa đó đã hành được 20 pháp độ rồi, và luôn cả hai A Tăng Kỳ, chỉ còn 100.000 kiếp trái đất nữa thôi, chứ không phải là cái công hạnh của Ngài yếu đâu. Không phải công hạnh của Ngài là không dày đâu, thì xin thưa chúng ta chưa có đủ công hạnh được như Ngài nữa. Nếu trong kinh đại chúng ta hình dung Ngài Đề Bà Đạt Đa giống như là một cái người ác xấu, chứ nó không phải. Ngài, cái bề dày của Ngài về cái sự tích trữ phước báo của Ngài thâm thẳm hơn chúng ta nhiều, sâu hơn chúng ta nhiều, rộng hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà chúng ta nhiều khi á cũng dễ vui, mà thậm chí những lời nói chúng ta có nhiều khi cũng khinh thường nữa. Chúng tôi đang dễ, có một nhân Phật tử á, tới gặp chúng ta không có ý nói. Chúng lặp lại cho quý vị để lưu ý. Khi mà gặp chúng ta hỏi với bạch sư, vậy cái tháp này nó thờ gì vậy? Là tháp là nó sự bất cẩn. Có những cái đối tượng chúng ta không nên sử dụng những cái từ ngữ này. Có những cái đối tượng như là Phật Pháp Tăng. Có nhiều Phật tử nói là trong quyển kinh này nó biết như vậy, đừng đừng, rất nguy hiểm. Mấy kinh là pháp bảo mà dùng mấy từ như vậy, đó là sự bất cẩn. Mà bất cẩn như vậy thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái tai hại. Đối pháp bảo mà không có trân trọng, mình không có chú ý, thì làm gì mình có thể hưởng được cái ân đức pháp? Mình khinh thường ân đức pháp do sự vô ý nó dẫn tới tai hại, là pháp nó sẽ không thể hiện lên, pháp sẽ không thể có xuất hiện cho mình. Đối những ân đức như vậy, có nhiều người Phật tử như vậy cứ quen đi vào chùa nhìn thấy kim thân Phật cũng dùng nó tạ không đẹp, kim thân Phật này nó dùng cái từ đó không đẹp, bất cẩn đến mức độ đó, khinh thường mức độ. Nhưng mà không, nếu mà cho rằng nó không kết quả gì hết, nhưng mà với những ân đức đó thì mình phải giữ gìn lấy, mình sẽ chú ý, mình sẽ tìm những từ nào mà phù hợp. Có những cái người Phật tử chúng ta chiêm bái xá lợi xong đi ra bàn với nhau, ô những ngôi xá lợi cũng dùng danh từ rồi. Như vậy thì cái ân đức mình đâu, ân đức của những ân đức xá lợi đó, nếu có thì nãy mình cung kính bao nhiêu thì tự trong phút chốc đổ sông đổ biển cả, nó làm cho cái ngôn ngữ mình do bất cẩn đó, trở nên là khinh thường, trở nên là không quan trọng. Trên Đức Phật ngày dạy trong cái pháp cú cái kệ ngôn này: không phóng vật con đường sống, phóng vật con đường chết.
Người phóng dật xem như chết rồi, người không phóng dật xem như đang sống. Cho dù chết một cái kiếp này cho nên chết nhiều kiếp rồi nè, nhưng mà với một cái sự mà không phóng dật, các bạn bây giờ không có cẩn nha, xem như sống. Còn đang sống mà phóng dật xem như chết, không phóng dật con đường sống, phóng dật con đường chết, bất cẩn làm con đường chết, khinh thường làm con đường chết. Cho nên chúng ta sẽ không khinh thường từ thân, không khinh thường ngữ, không khinh thường ý. Nhờ không khinh thường về thân, cái vị này sẽ chú ý đến thân. Thứ nhất là chú ý về thân này, không tạo những ác bất thiện nghiệp, không tạo những cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi, không để vô ý tạo ra những bất thiện nghiệp. Và nhờ chú ý về thân như vậy thì vị này sẽ chú ý được những cái tư cách đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi chân, mặc y. Như vậy thì cái người này đang đi vào pháp môn tứ niệm xứ về niệm thân một cách âm thầm, một cách không định hướng trước, nhưng lại đi vào tứ một cái đạo lộ và tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì vậy đó, cẩn thận về sở hành của mình, chú ý đi, chú ý trong khi đứng, chú ý trong khi ngồi, chú ý trong khi nằm, chú ý trong khi di chuyển, chú ý trong khi co tay duỗi chân, những cái tiểu quan niệm. Mà làm chú ý như vậy thì nó tăng trưởng cái trí nhớ, tăng trưởng trí nhớ. Và từ cái trí nhớ này nó được định hướng được là người này đang tu tập vào pháp môn niệm thân tứ niệm xứ. Và hơn nữa, nhờ chú ý như vậy thì cái thân nghiệp của người này được trong sạch. Bởi sao? Bởi vì nhờ chú ý như vậy cho nên cái người này sẽ không có rơi vào sát sanh, không có rơi vào trộm cắp, không có rơi vào tà hành trong quả. Và nhờ chú ý nữa thì người này sẽ nói và cười một cách đúng đắn, nói và cười một cách đúng đắn. Nói là nói những lời chân thật chưa đủ, mà nói những cái lời có lợi ích cũng chưa đủ. Nói những lời ích rồi, nói chân thật rồi, nhưng mà phải nói đúng thời. Như vậy đủ chưa? Cũng chưa đủ. Thế thì còn gì nữa? Nói những lời dịu ngọt, đủ chưa? Cũng chưa đủ. Phải nói với tâm từ. Có nhiều người cũng nói đúng thời, cũng nói thật, cũng nói im dịu, nhưng mà cái ý không hài lòng. Đấy thôi, tiếng nói vẫn là ngọt do cái âm thanh đó. Có nhiều người giận đó, nhưng mà cái âm thanh nó vẫn ngọt, những mềm mỏng. Còn nhiều người không giận mà âm thanh nó cũng chắc chúa. Nhưng mà nói thật, nói có lợi, nói đúng thời, nói dịu ngọt chưa đủ, phải coi là cái ý có tâm từ hay không, có tâm mát mẻ hay không đó, mới hoàn thiện được sự nói. Thì cười như thế nào? Đừng có cười quá lớn, đừng có cười hở răng. Nếu mà người giả rằng nó này chưa đi khô, thật vừa đủ để biểu lộ sự quan hỷ, các thầy mỉm cười. Và những cái lời nói chân thật của mình, những lời nói đúng thời, những lời nói có lợi ích như vậy, những lời nói mà mềm mỏng với tâm từ như vậy, thì nó đã loại trừ đi những cái ác ngữ,
nó loại trừ đi nói dối, nó loại trừ đi cái nó độc ác, nó loại trừ đi nó nói cái đâm thọc, nó loại trừ đi cái nói nhảm nhí, nó hí luận. Nói hí luận thì cái gì, nói hí luận thì đâu có gì đâu, nó không gây tác hại, nó đùa giỡn chơi đâu có gì gây tác hại ấy, nhưng mà nó có tác hại bởi đây, bởi vì nó tạo ra một điều kiện phóng vật, mà phóng vật ra rất tác hại, chúng tôi sẽ trình bày là nó tại sao nó tác hại. Nhưng mà khi mà chúng ta chú ý không khinh thường lời nói, không khinh thường tiếng cười, tập trung là được nhỉ, với cách thức nói theo năm cách, nói thật, nói đúng thời, nói có lợi ích, nói mềm mỏng và nói với có cái tâm từ, thì vô hình chung chúng ta đã đẩy lùi đi những cái ác bất thiện nghiệp ngữ để có những cái thiện nghiệp ngữ. Và năm cái lời nói này Đức Phật dạy ở đâu? Xin đưa trong bài kinh ví dụ cái cưa. Và Đức Phật ngài dạy tôn giả Mô Lý Giá Phật Cú Nát, hãy sử dụng những lời nói thật, những lời nói hợp thời, những lời nói có lợi ích, những lời nói dịu ngọt, và những lời nói ra với từ tập. Nhờ chú ý vậy thì cái ngôn ngữ của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, nó mang tới một kết lợi cho người nghe và đồng thời kết lợi cho mình. Một vị tỳ khưu hỏi với Đức Thế Tôn là: Bạch Đức Thế Tôn, vị thuyết pháp, vị thuyết pháp thế nào là vị thuyết pháp? Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng là: Này tỳ khưu, vị thuyết pháp là vị nói lên những cái gì đó để đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, đó mới chính là vị thuyết pháp. Tức là một vị pháp sư mà đúng nghĩa theo lời dạy của Đức Phật là vị đó sẽ giảng thuyết pháp như thế nào đó để người nghe phát sanh cái tâm diệt trừ đi cái tham muốn, phát sanh cái tâm diệt trừ đi cái sân hận, mà phát tâm mong muốn diệt trừ đi cái si mê. Nhưng mà phần đông thì chúng sanh nghe nói diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si mê cũng thích lắm, rất thích. Nhưng mà đính kèm cái chỗ đó là thích cái quả, thích cái quả lành. Thí dụ như chúng ta thấy rằng á, mỗi cái việc làm nó có những cái quả lành, những điều làm thầy thiện nó có quả lành, chứ không phải không. Bố thí thì nó phát sinh tài sản, đó là có quả lành. Trì giới nó phát sinh được dung mạo xinh đẹp, hoặc là có sự tuổi thọ, có sự dung sắc, có sự an lạc, có quả lành chứ không phải không. Tu thiền cũng có quả lành chứ không phải không. Tung tỉnh có quả lành chứ không phải không. Nhưng mà thấy cái quả lành đó thì mình, Đức Phật ngài nó mới thấy cái vị ngọt à, thấy vị ngọt. Mà hãy thấy vị ngọt thì còn gì, còn đầu tư cái tham trong đó, còn dính mắc cái tham trong đó, phải thấy cái nguy hại của những quả lành này thôi, chứ không phải không. Cũng giống như có một số là thích cầu nguyện, cầu nguyện. Đạo Phật đâu có chủ trương mình cho mình cầu nguyện đó. Đức Phật ngài không có dạy mình cầu nguyện, mặc dù Đức Phật ngài dạy rằng trong kinh Đại Bát Niết Bàn này: chư tỳ khưu, ai thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến người đó. Người nào được chư thiên thương tưởng thì người đó sẽ được hạnh phúc như người mẹ thương con. Điều này trong kinh Đại Bát Niết Bàn có. Nhưng Đức Phật ngài đã dạy mình cầu nguyện. Nhưng mà đông người Phật tử chúng ta cứ cầu nguyện, cầu nguyện chư thiên giúp cho con này, cầu nguyện chư thiên giúp cho con cái kia, cầu nguyện cái mỗi lần tới đảnh lễ cái cầu nguyện, đảnh lễ kinh thầu cái cầu nguyện, cầu nguyện chư thiên cần gì chư thiên ơi giúp con. Các vị chư thiên đâu phải ở không mà để mà kêu cái giống như nô lệ kế bên mình vậy,
Mà kêu ra giúp, kêu giúp. Nó có đó. Mà cầu nguyện nó có tác dụng hay không? Có đôi khi có, chính có những cái sự tác dụng đó cho nên hấp dẫn người nghe. Cũng có những trường hợp cầu nguyện cũng phát sinh chút hay không? Nhưng mà người này không thấu được cái nhân quả. Cái cầu nguyện mà không thực hiện, cái quả lành mà có là do từ cái thiện nghiệp chứ không phải do cầu nguyện. Người cầu nguyện cả trăm năm đi chăng nữa mà không thực hiện việc lành đó thì cả trăm năm cầu nguyện đó cái quả lành không bao giờ có. Mà cái quả lành có là do người đó tạo những cái điều thiện, tạo những nghiệp thiện thì bây giờ nó phát sinh quả lành chứ. Chứ cầu nguyện làm sao mà phát sinh cái quả lành nữa. Ở chính điều này Đức Phật ngày dạy Bà La Môn ở làng Gamini. Bà La Môn ở làng Gamini nói là bạch Đức Thế Tôn, trong làng con có phong tục là sau khi có một người chết á thì cư dân trong làng á đi chung quanh cái cổ quan tài á, nguyện rằng xin cho linh hồn hay là hương linh của người này độ tái sanh về nhàn cảnh. Bạch Đức Thế Tôn cầu nguyện vậy có khả năng tái sanh về nhàn cảnh không? Đức Phật ngày như vậy là này Bà La Môn Gamini, người biết như cục đá mà chìm xuống dưới sông hay là dưới hồ đó. Có nhiều người chung quanh đại chúng đi chung quanh hồ cầu nguyện, nguyện cho cục đá này nó nổi trên mặt nước, nổi lên mặt nước. Vậy thì cục đá có nổi lên không? Mà Đức Tôn sẽ không. Mà tại sao vậy? Bởi bạn chắc cục đá chìm. Nó cũng vậy, nếu mà tội rồi dù có cầu nguyện cách mấy đi nữa thì nó cũng phải rớt xuống thôi. Mà muốn có những quả lành á thì nó phải từ cái thiện nghiệp đó. Còn cầu nguyện á, chư thiên mà có hiệu ứng chăng á thì người này phải có quả lành trước nữa. Như là chư thiên đó chỉ là làm chất xúc tác mà thôi, để cho tạo điều kiện cho quả lành trổ, giúp đỡ cho quả lành trổ. Mà cái người mà cầu nguyện nó phải là người như thế nào nữa? Bất kỳ kẻ ác giới nào cầu nguyện mà chư thiên mà giúp đỡ thì quả thật chư thiên này cũng là ác luôn. Chư thiên là người yêu thích cái điều thiện, hoan hỷ cái điều thiện, thích thú cái điều thiện. Mấy người cầu nguyện này mà cầu nguyện mà chư thiên mà cho được thành tựu được những cái hạnh phúc đó đó, bởi vì chư thiên này cũng là cái người mà có ác kiến giống hay không? Như vậy thì cái người mà cầu nguyện này nó phải là người phải có cái giới hạnh, trong phải tạo những việc làm có giới hạnh. Chư thiên là quan hỷ chứ giới hạnh chủ người đó, mà người đó có giới hạnh người đó mới tạo việc lành được, nó phát triển và chư thiên chỉ giúp đỡ chính để chấn chỉnh và tri kiến. Cái gì cũng mà cầu nguyện chư thiên trong thời trong thời của Đức Phật cũng có những cái hệ thống như vậy. Cho đến sau đó ngày cũng vậy rồi á. Mà khi mà chúng ta mà run sợ thì đừng có cầu mong chư thiên thần thánh. Vì sao vậy? Bởi vì chư thiên đó cũng run sợ như ta thôi. Quý vị đọc cái bài kinh cư sĩ trong bài kinh Ngọn Cờ sẽ thấy được. Nhưng mà bây giờ mình khi mà làm những việc thiện vậy đó, mình ao ước quả lành đó, thì tự mình thấy là mình đầu tư tham ái. Mình cầu nguyện chẳng khác nào, tức là cái tôn giáo này là một tôn giáo của kẻ đi sinh. Cầu nguyện là đi sinh. Mình thích thú. Mình nghèo khổ chỗ nào? Nghèo khổ không có đậu quả, chứ không phải nghèo khổ về những tài sản vật chất thế gian. Mà cái người này thấy rõ những cái nguy hại của tài sản vật chất thế gian. Thọ dụng phải thọ dụng như là một cái người cần thiết. Đức Phật ngày dạy nè, khi ăn thì người này sẽ nghĩ rằng nó giống như ăn người phải ăn thịt đứa con của mình, phải duy trì cái sự sống này để băng qua cái vùng sa mạc khô cạn. Cũng vậy, phải nuôi vào cái tánh thân này để mà thực hiện những cái pháp bát chánh đạo để đi vượt qua cái dòng sinh tử. Khi ăn, khi mặc, khi thọ dụng thì cũng phải xem như là kẻ khác
phải uống nước biển sẽ khả năng thêm người khác. Và chúng ta thấy rằng những cái thời pháp của Đức Phật có lúc nước ngài cũng trình bày những quả lành vậy chứ phải không? Ngài thuyết về những tuần tự pháp, ngài nói lên bố thí, ngài nói lên trì giới, ngài nói lên các quả lành ở cảnh thiên giới. Nhưng mà tiếp theo thì như thế nào? Thì Đức Phật ngài giải tiếp rằng đó là ngài nói lên cái nguy hại của cái sắc tinh hương vị xúc đó. Và cuối cùng ngài đưa ra cái phương pháp giải về cái cách ra khỏi cái nguy hại đó bằng xuất đi. Bài pháp rất trọn vẹn, tức là cũng nói về bố thí, cũng nói về trì giới, cũng nói về những cái quả lành của những cái thiện nhân được sanh về hoàn cảnh để hoan hỷ thích thú với việc làm. Nhưng mà tiếp theo đó thì ngài dạy gì? Dạy là cái nguy hại của ngũ trần. Và tiếp theo nữa thì ngài nói là phương án xuất ly. Nhưng mà các vị pháp sư chúng ta thì thường thường chỉ nói tới bố thí, quả bố thí là hết. Người nghe thấy ô mình bố thí được thầy, được cái này, được cái kia, được cái hoan hỷ thích thú với quả lành. Nhưng mà hoan hỷ thích thú với quả lành nó không ngờ rằng mình đầu tư tham ái trong đó, mình dính mắt trong tham ái trong đó. Trên Đức Phật ngài dạy, ngài đã phát cái gì pháp sư là phải thuyết pháp như nào để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Những quả lành là một điều tốt, nhưng mà cái người thọ nhận quả lành đó họ phải thấy nguy hại trong đó và phải tìm cách mà thoát ra. Thọ dụng những quả lành nó giống như nước lăn trên lá sen, không bị vướng mắt, không mong cầu khi nó chưa đến, rồi khi ra đi cũng không sầu não, giữ tâm định tĩnh. Mà tất cả những cái đó nó xuất phát từ sự chú ý, nó không sinh nở, đắm nhiễm vào một cái pháp nào đó của hữu vi thì còn bị lăn trôi trong luân hồi. Thích thú một cái quả lành nào đó thì còn phải chịu sinh tử luân hồi. Điều này từ ở chỗ nào? Từ chỗ bất cẩn, từ chỗ bất cẩn rất là xem thường. Cứ nghĩ rằng sau khi tôi làm thiện rồi tôi tái sanh vào cõi thiên giới, sau khi tu thiền rồi chỉ trước mặt đưa thiền định rồi tái sanh vào cõi phạm thiên giới an toàn. Xin thưa, chưa an toàn nào cả. Cái quả là ở thiên giới kia một lúc nào nó cũng bị ma ra kẻ giết người cắt đứt. Cái quả lành ở cõi phạm thiên kia một lúc nào đó nó cũng bị ma rá kẻ giết người kia cắt đứt. Một khi phàm nhân ở cõi chư thiên hoặc ở cõi phạm thiên mà bị cắt đứt, ở cõi chư thiên có thể rơi thẳng xuống địa ngục, ở cõi phạm thiên bị ma rá cắt đứt rớt xuống ngay cõi nhân loại. Nhưng mà từ cõi nhân loại nếu không có gì bảo đảm nữa cũng có thể đi thẳng xuống địa ngục. Mà cái trường hợp ở cõi chư thiên mà rớt xuống địa ngục đó, rớt thẳng xuống địa ngục luôn, nó không có được an toàn chứ. Đó là trường hợp tiền thân của ngài Mục Kiền Liên trong bài kinh Hàng Ma. Một lần nọ Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy bụng mình bị nặng, mới đưa ta quán xét rồi thấy có ác ma nằm trong bụng mình. Ngài quán xét là ác ma là cháu của ngài, cho nên ngài chỉ rõ những nơi ở của ác ma xong ngài mới nói rằng ngươi chẳng qua là cháu của ta thôi. Thổi xa xưa trong thời Đức Phật các quốc sanh má, ta chính là ác ma Dusi, vì có tâm ganh tị với vị thượng thủ tinh giang của Đức Phật các quốc sanh má. Vì vậy thấy chỉ một chút xem thường nhỏ thôi, bất cẩn. Cho nên tiền thân của ngài Mục Kiền Liên lão Ma Tu Si đó đã nhập vào một đứa bé và dùng đá chọi vô trong đầu của ngài Quý Thú Đá làm đổ máu. Mà trước đó thì ngài còn tạo những cái điều khác nữa, nhưng đây là kết thúc ngắn gọn.
Giờ phút tầm nhìn của Đức Thế Tôn, các bức sanh phá và chư tăng thì ác ma Đu Si rất thẳng xuống địa ngục. Thấy nguy hại như vậy. Bao giờ chúng ta chưa diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì bốn khổ cảnh kia sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Mà cái sự bất cẩn nó sẽ dẫn tới chỗ đó. Bất cẩn để đạo quan trái rất nguy hiểm. Đã đành rồi. Bất cẩn trong những cái quả lành thì còn phải sinh tử luân hồi. Và bất cẩn trong sự hành pháp nữa. Mà yêu thích những quả lành đó, mà chưa có diệt trừ được thân kiến và nghi giới thủ đó, thì bốn khổ cảnh cũng phải đang chờ đợi chúng ta. Cho nên vị tỳ khưu quán xét thấy thứ sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhỏ nhặt nhất. Tại sao vậy? Bởi vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất đây muốn chỉ là cái ba mà đã tức là cái sự khinh thường. Mà nói trong thuật ngữ đó chỉ là sự phóng dật. Đức Phật ngài cũng dạy rằng ba mà đồ rắc phi tắc ma lăng, cái sự khinh thường là nhờ cho phòng hộ, rắc phi tắc ma lăng, ba mà đồ sự khinh thường, rắc phi tắc ma lăng nhờ bẩn của cái phòng hộ. Mình phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà chỉ bất cẩn cái thì ác giả ma dương nó sẽ theo đó mà nó sanh khởi. Chỉ mới lơ lửng phòng hộ ý một cái thì nó tạo những cái ác bất thiện nghiệp ở trong ý mà mình không thấy. Cho bình thường chỉ ý nghĩ là bình thường. Có vị thiền sư ngồi ở bên bờ hồ trong đêm thanh vắng, tâm phơi phới phát đăng lên. Thì trong đêm nó có trăng đó, những con cá ở dưới đáy hồ nó trừng lên, nó đốt bóng trăng, nghe bập 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 bập. Mà trong cái thiền tĩnh mà lâu lâu nghe bập cái vậy này, bị cái tâm phóng theo. Rồi đó là an tĩnh thì nó nghe bập bập nữa. Cái gì mà nói trong đêm này mà đang yên tĩnh, đang trăng thanh gió mát, miệng con cá này nó làm quấy rối mình. Ta mà có quyền lực, ta sẽ tiêu diệt lắm. Chỉ nghĩ là ý nghĩ là thông thường thôi. Trong kiếp đó ngài chứng đắc được Phạm Thiên, sanh cõi trời đó. Dứt kiếp phàm mình tái sanh xuống làm người. Rồi sau kiếp làm người đó, cái tư tưởng này trạng lại lúc vào cái lúc sắp mình ở lâm chung, tái sanh làm con chim bó cá, cái tìm cá bắt. Bất cẩn trong ý, cho là ý nghĩ nó không là gì hết. Nhưng mà rất nguy hiểm. Một khi mà tái sanh được làm cái loài súc sanh đó, thì sự kiện mà trở lại làm người đó, nó gian nan vô cùng, rất khó sanh lại. Phần lớn thì nó sẽ khổ. Và thưa quý vị, vậy thì không mà thấy phóng vật vậy đó, thấy nguy hiểm trong cái phóng vật đó, mặc dù phóng vật nó không có tai hại vậy đó. Mà tại sao vậy? Bởi vì phóng vật là một cái chặng đường cần phải vượt qua nếu trong thiền chỉ. Nếu không vượt qua phóng vật thì không thể phát sanh được chi lạc, mà chi lạc chính là nhân gần nhất của địch. Không vượt qua phóng vật được thì chi lạc kia sẽ không sinh khởi. Mà chi lạc không sinh khởi vậy thiền định sẽ không sinh khởi. Đó là điểm gì? Điểm thứ hai, chi phóng vật nó là một cái phóng vật cái, nó làm cho cái tâm bất ổn. Cho nên trong thiền quán nó cũng là một cái chướng ngại, khiến cái tâm nó không được an tịnh. Mà tâm không được an tịnh thì sẽ không thể thấy được một trong tam tướng. Mà một khi tâm không thấy được một trong tam tướng thì không thể xuyên suốt cái tướng hữu vi để đạt tới vô vi, tức là niết bàn. Bởi vì cái tâm nó không được an tĩnh, nó do cái lao chao, do cái loạn động bởi cái bá ma đô, bởi cái phóng vật. Mà đã như vậy thì tam tướng nó không hiện lộ rõ. Mà đã không hiện lộ thì không thể nào cái trí xuyên suốt được tam tướng đó để đón nhận được niết bàn.
Cho nên vậy thì cô thấy rất nguy hại ở trong những cái lỗi nhỏ nhất. Và những lỗi nhỏ đó nó xuất phát từ gì? Từ sự lơ đễnh, từ sự khinh thường, từ sự xem nhẹ. Và vì đó chú ý trong học pháp, chú ý trong cái pháp hành của mình. Và chính cái điều mà Đức Phật ngài dạy chúng ta ở Di Huấn Tối Hậu đó, đừng có nên xem thường, hãy cố gắng đừng nên xem thường. Vì sao? Vì các pháp hữu vi là vô thường, vì các pháp hữu vi là ma dương, vì các pháp hữu vi là kẻ giết người. Đừng có xem nhẹ cái pháp, những cái pháp hữu vi đó. Phải làm cố gắng để mà đoạn từ tham, đoạn tận sân, đoạn tận si vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo của sinh lên, xin cũng vừa đến cho chư tổng được tăng. Xin chia đều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hệ tạo dụng lòng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầm Thầy Giác.